Giảm cân không chỉ là vấn đề thẩm mỹ, mà còn ảnh hưởng lớn đến sức khỏe tổng thể. Dưới đây là 6 bí quyết giúp bạn vừa giảm cân vừa cải thiện sức khỏe một cách đơn giản tại nhà. 1. Ăn nhiều thực phẩm giàu chất xơ. Chất xơ giúp cơ thể cảm thấy no lâu hơn, giảm cảm giác thèm ăn và ngăn chặn việc ăn quá nhiều. Các loại thực phẩm giàu chất xơ như rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt và trái cây giúp duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh, đồng thời hỗ trợ giảm cân hiệu quả. 2. Uống đủ nước mỗi ngày. Nước không chỉ giúp thanh lọc cơ thể mà còn hỗ trợ quá trình đốt cháy calo. Uống một cốc nước trước bữa ăn có thể giúp bạn cảm thấy no hơn và ăn ít hơn. Đảm bảo uống ít nhất 2 đến 3 lít nước mỗi ngày để cải thiện sức khỏe. 3. Tập luyện vận động hàng ngày. Dành ít nhất 30 phút mỗi ngày cho các hoạt động thể chất như đi bộ, chạy bộ hoặc yoga giúp đốt cháy calo và giảm mỡ. Nếu không có nhiều thời gian bạn có thể áp dụng những bài tập ngắn nhưng cường độ cao như HIIT để đẩy nhanh quá trình giảm cân. 4. Kiểm soát khẩu phần ăn. Điều chỉnh khẩu phần ăn là cách hiệu quả để giảm cân. Hãy ăn từng phần nhỏ, nhai chậm và thưởng thức từng miếng ăn. Điều này không chỉ giúp tiêu hóa tốt hơn mà còn giúp não bộ nhận biết khi nào bạn đã no, tránh ăn quá mức. 5. Ngủ đủ giấc. Giấc ngủ đủ 7 đến 8 tiếng mỗi đêm giúp cân bằng môn đặc biệt là các hóc môn liên quan đến cảm giác no và đói. Thiếu ngủ có thể làm tăng cảm giác thèm ăn, đặc biệt là đồ ngọt và tinh bột, khiến bạn dễ tăng cân. 6. Hạn chế đường và thực phẩm chế biến sẵn. Thực phẩm chứa nhiều đường và chất béo không lành mạnh từ thực phẩm chế biến sẵn là nguyên nhân chính gây tăng cân. Thay vào đó, hãy chọn thực phẩm tự nhiên như trái cây, rau xanh và các nguồn protein lành mạnh từ thịt nạc và cá. Chúc bà con nhiều sức khỏe. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Sức khỏe 60 giây để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạnh khỏe và tràn đầy năng lượng.